Xin chào tất cả các bạn. Mình là Vân Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay giới thiệu với các bạn đơn hàng gồm có hàng khai thác và hàng rừng trồng thuần tại vườn. Hàng khai thác thì gồm có hoàng thảo kèn, hàng về tối hôm qua các bạn nhé. Hàng này hàng mới nên là lá nó vẫn còn xanh. Ở ngoài tự nhiên thì có cây thì rụng lá rồi và có cây thì chưa rụng lá các bạn nhé. Đây, thân rất là đẹp, mập. Lâu lắm mình mới về được các bạn ạ, không có nhiều. Đấy, hoàng thảo vôi, hạc vĩ. Hạc vĩ này nói với các bạn nên là hạc vĩ nuôi theo kiểu công nghiệp, hàng của Trung Quốc các bạn nhé. Đấy, mình cũng nói rõ như các bạn như vậy. Vì thực tế là một số anh em mua cứ nói là hạc vĩ thiên cung, xin lỗi các bạn nè. Hàng ở đâu thì nói là ở đấy. Nguồn gốc mình phải bảo cho khách hàng, bảo cho tất cả anh em. Ai mua được thì mua, và ai không mua được thì thôi không sao cả. Nhưng mà đã là bán hàng thì mình cứ lấy ở đâu thì mình nói như vậy. Hàng này thì nói mình với các bạn là mình chỉ bị là có một thằng cu em mình bị nhỡ gửi lên Lai Châu, sau đó là không gửi đi được nên mình lấy hộ về bán. Ai cần sưu tầm thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và hạc vĩ hôm nay thì mình để cho các bạn với giá là chỉ có 210.000 đồng 1 kg, cho anh em lấy từ 2 kg trở lên nhé. Nếu 1 kg thì là 250. Đấy. Đùi gà, hàng trồng thuần được năm nay năm thứ tư rồi. Đấy, rất là nhiều thân tơ như các bạn đã nhìn thấy đây, đang rụng lá nha các bạn nhé. Đùi gà này thì rất là đẹp, nuôi trồng theo kiểu tự nhiên và hoang dã này, cây rất là khỏe. Và về thì các bạn chỉ chờ hoa nụ ra và chờ Tết thôi. Cũng có anh em hỏi là liệu có kịp Tết không, thì nói với các bạn chắc chắn là sẽ kịp Tết, bởi vì là khí hậu của các bạn nó ấm hơn nên là cái nụ hoa đùi gà hay là hoa phong lan này khi nó ra hoa cây nó rất là, cái thời gian mà ra hoa nó sẽ rất là sớm. Cho đùi gà này thì mình bán với giá là 1 triệu, 1.500.000 đồng. Và đây là giò đùi gà thứ hai trong đơn hàng ngày hôm nay, mình bán với giá là 800.000 đồng. Cũng rất là nhiều thân tơ các bạn nhé. Đấy, hàng trồng thuần đó. Và đây là giò đùi gà số 3 cho đơn hàng ngày hôm nay, rất là to. Giò này mình bán với giá là 1.500.000 đồng. Đấy. Về chỉ việc chờ hoa Tết thôi, rất là đẹp. Trên đây là giò hạc vĩ, hàng của rừng Lai Châu, trồng thuần năm nay là năm thứ 2 rồi. Giò này thì mình bán với giá là 1.500.000 đồng. Và tiếp theo đây nữa là mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là hoàng thảo kèn, hàng của rừng Lai Châu. Thì hôm nay là mình có 11 thân nhé các bạn nhé. Mình có ghi giá từng thân, từng giò đây rồi. Ví dụ như đây thân này, thân số mình đánh dấu là 01, chiều dài khoảng 40cm các bạn, khoảng 40cm nhé. Giá là 300.000 đồng. Đơn số 02, khoảng 20cm là 170.000 đồng. Đơn số 03, khoảng 30cm là 250.000 đồng. Thân mập đấy các bạn nhé. Đơn số 04, 2 thân, 1 thân 15 thân và phân và 1 thân khoảng 20 phân. Đấy, do đơn này thì mình bán là 300.000 đồng. Cây cũng rất là khỏe. Và đơn số 05 gồm có 2 thân, 1 thân là khoảng 25cm, 1 thân là 10cm, mình bán với giá là 300.000 đồng. Và số 06, 1 thân khoảng 15cm, giá là 150.000 đồng. Đang có quả đây các bạn nhé. Đơn số 07, 1 thân khoảng 20cm, giá là 180.000 đồng. Đơn số 08, một thân khoảng 20cm và một thân khoảng 5cm, mình bán với giá là 200.000 đồng. Đơn số 09, một thân khá là mập đấy các bạn, mập, khoảng 22cm, giá là 200.000 đồng. Đơn số 10,
một thân khoảng 30 cm, giá là 250.000 đồng. Đây các bạn, thân này rất là đẹp. Đơn số 11, khoảng 20 cm, giá là 160.000 đồng. Đấy, những đơn hàng này kèn thì mình bán theo theo mặt và mình theo đơn và mình đã đánh dấu rồi. Anh em là có nhu cầu thì xem thì cứ alo trực tiếp cho mình. Hoàng thảo vôi, mình xin nhắc lại, hoàng thảo vôi là 250.000 đồng. Hạc vĩ bắc là 210.000 đồng 1 kg, giá từ 2 kg trở lên. Và 1 kg thì giá là 250.000 đồng. Do đùi gà, đùi gà to này là 1.500.000 đồng. Đùi gà bé này là 800.000 đồng. Và đùi gà số 3 này là 1.500.000 đồng. Giò hạc vĩ bắc, hàng trồng thuần năm nay năm thứ 2, là 1.500.000 đồng. Và trong vườn mình thì mình còn số một số cây mai nữa, hai cây mai, ba cây mai, ở đây là hai cây mai thì đã có chị đặt hàng rồi. Thì đến hôm nay thì mình mới đưa đây để quay cho các bạn, để các bạn nhìn thực tế. Đó, cây mai cũng khá là lớn, nhất chi mai. Đấy, đặc trưng của khu vực phía bắc của Việt Nam. Miền Nam thì có vai mai vàng, nhưng miền Bắc thì có nhất chi mai. Ngày xưa các cụ chơi thì trong cái bức tranh Tùng Cúc Trúc Mai đấy, thì đó là cây mai thì không phải là cây mai vàng, mà nó là cây mai nhất chi mai, tức là độc nhất vô nhị, rất là đẹp. Và hàng năm thì cứ vào dịp Tết thì dù có nhuận hay không nhuận thì cứ Tết là cây mai này ra hoa, rất là đẹp và đặc trưng. Có cái đặc điểm đó là trắng và hồng, tức là mới đầu ra thì nó hồng hồng, sau khi mà hơi tàn một chút thì ra màu trắng trắng, rất là đẹp, rất là sai hoa. Vâng, anh em nào có nhu cầu thì hãy sưu tầm, thì hãy alo cho mình theo số điện thoại là 0987 829 002. Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Cây mai này thì mình bán với giá là từ như cây này là mình bán với giá là 2.500.000 cho hai cây. Đấy, và cái chị này có đặt hàng thì mình đã tặng một cây, mua 2 tặng 1, tức là một cây nhỏ nhỏ phía bên này. Đấy, mình đã cuốn sẵn rồi để hôm nay chuyển hàng cho cái chị nữa. Thì thực ra là công việc vừa rồi nó cũng khá là bận rộn nên không chuyển sớm được. Chị đặt khoảng 3 tuần nhưng hôm nay bắt đầu mới chuyển hàng được. Nhưng các bạn yên tâm, từ giờ thì mình đã bớt được nhiều thời gian hơn rồi, nên là anh em có nhu cầu cái là chuyển tiền, sau đó mình sẽ gửi hàng cho các bạn luôn và ngay trong ngày hoặc là ngày hôm sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Mong rằng là những cái đơn hàng của mình, những cái giò hoa lan của mình chia sẻ cho các bạn thì sẽ phát triển tốt trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.